lưu ý Nguyễn Xuân Phúc á là rời cái công việc thủ tướng á, là vào ngày 25 tháng 7 năm 2021. Thay vào đó là ông Phạm Minh Chính là bắt đầu công việc thủ tướng là từ ngày 25 tháng 7 năm 2021. Ông này đây à, được chưa? Và ông này tiếp tục chống dịch. Và cái câu nói rất nổi tiếng của cái ông này, ông Phạm Minh Chính này, là chống dịch như chống giặc, chống dịch như chống giặc. À, và ông Vũ Đức Đam nhái theo. Ông Vũ Đức Đam nhái theo đi đâu mà chống dịch như chống giặc, chống dịch như chống giặc, nhái theo. Và hậu quả là gì các bạn? Và hậu quả là chống dịch tào lao, gọi là chống dịch chứ chống giặc, chống dịch tào lao các bạn. À, rồi à, bắt người ta phải đi à, kiểm tra COVID-19, đi vô kiểm tra, đi ra soi mũi, đi vô soi mũi. À, rồi nhốt dân ở trong nhà, không cho đi đâu hết. Cũng không cho đi chợ đi bố luôn, rồi kêu cảnh sát, kêu quân đội đi chợ giùm làm tùm lum tùm la hết trơn. Rồi trong cái trại gọi là trại tập trung mà cách ly không khí gì mà cái người bệnh nhốt giống như cá mòi. Cho nên á, người ta quy định á, là mỗi người bệnh cách nhau 3 mét mà tôi thấy nằm sát sát nhau giống như y cá mòi vậy. Cho nên nhiều người á, mà không bị bệnh á, mà tự nhiên á, test COVID-19 à, thành bị bệnh. Tại vì cái que nó que, que tào lao mà, cái que Trung Quốc hợp tác xã mà, nhưng nó đâu có chính xác đâu. Coi như người không bị bệnh mà test thành có bệnh. À, rồi đưa vô cái trại là vô nằm với cá mòi vậy là lấy bệnh luôn chứ nữa. Còn người bệnh ít á, đi vô trại tập trung nằm á, thành nó bệnh nhiều. Trời, nó làm loạn xe ngao hết trơn. Rồi trong trong trại là dành cơm nhau ăn, rồi đánh nhau, rồi nó cách ly gì được các bạn nhé, lum tùm la hết trơn á. Rồi bắt ở Sài Gòn bắt không cho đi đâu hết, mà tôi hỏi các bạn ở Hà Nội cũng vậy, mà ở Sài Gòn với Hà Nội á, là các bạn biết cái nhà nhà ở trong hẻm nhỏ xíu á, nhà nào nhà nấy mà nó bằng cái lò muỗi, các bạn có tin là ở Hà Nội có nhà 10 mét vuông không? 10 mét vuông thôi, nhà là 20 mét vuông á, là coi như là thuộc dạng rộng đó, mà ở cái như mấy thế hệ trong đó, rồi nhà cửa nó san sát nhau. Ở Hà Nội nó chật ních nữa, nhất là vô trong ngõ trong ngách chật ních rồi, đúng các bạn Hà Nội nhỏ xíu à, tôi đi Hà Nội nhiều tôi biết chứ. Ở ở ngoài đường á, thấy đồng rộng vậy đó, chứ vô trong một cú là nhà trong ngõ trong ngách, nhưng mà nhà san sát nhau, nhà nó nói ho phát nhà kia nó biết liền à. Tôi hỏi các bạn chật chội vậy mà cứ nhốt hết trong cái xóm như vậy, trong cái khu phố như vậy, tôi bảo đảm các bạn một thằng bệnh nó bệnh hết cả cái xóm, bệnh hết cả khu phố luôn. Bộ Y tế à, quên, WHO à, coi như là tổ chức y tế thế giới, người ta quy định là ít ra người cách 3 mét, không có cách 3 mét được đâu. Ngay cả trong nhà cách người cách 3 mét cũng được, cũng có đất đo 3 mét. Rồi ngay cả mà nhà này với nhà kia nó cũng 3 mét được, mà nhà tường nó sát tường cái này, nhà đối nhà này cách nhau 1 mét thôi, nhà bên này ho bên kia nó nghe, rồi nhà Việt Nam mà nó nhỏ xíu nhất Hà Nội, Hà Nội với Sài Gòn đỡ hơn chút. Cuối cùng là coi như là không cho đi, không cho dân đi ra, coi nhốt chùm như vậy coi chết cả lũ luôn, một thằng bệnh cái cả xó nó bệnh chết hết. Các bạn có tin tưởng còn có cái xó bao giờ nó ngụm hết trơn. Còn có mấy người mà dễ sợ vậy đó. Rồi ở Sài Gòn nó chả hơn, ở Sài Gòn thì rộng hơn Hà Nội chút nhưng mà nó cũng khá thi, ở bên ngoài nó rộng vậy á, đi ở đường Sài Gòn mới đi vô trong hẻm cỡ 100 mét, nhà san sát à, trong nhà ở Sài Gòn người ta gọi là hẻm trong hóc, còn Hà Nội thì người ta nói là trong ngõ trong ngách à, còn ở miền Trung Đà Nẵng nói trong kiệt, san sát nhau vậy đó. Mà ông chính ông ra lệnh là nhốt hết trong cái xóm như vậy, cuối cùng bệnh quá trời luôn, lây bệnh quá trời luôn, coi như dân tình coi như là đi về âm phủ rất là nhiều. Cái thời điểm của ông chính rất là nhiều các bạn. Ông nói là chống dịch chứ chống giặc, chống tào lao, đứa quân đội tới đứa công an bảy bả bà lắp ba xàm. Mà chống đúng là chống dịch chỉ công công an nó khác, ông nó công an gì nữa. Còn Vũ Đức Đam ngồi nhái lại chống dịch chứ chống giặc, mà tôi làm nhiều cái video Vũ Đức Đam tôi nói chống dịch chứ chống giặc, cuối cùng bên Việt Nam nó không cho người Việt Nam xem, tôi bị chặn miết mấy cái video đó. Mà tôi nói là chống dịch tào lao các bạn, làm cho người dân coi như là đi về âm phủ rất là nhiều trong cái giai đoạn đó. Mà tôi nhớ tôi có mấy cái video mà cái lò thiêu Bình Hưng Hòa kia nó hoạt động công suất khủng khiếp luôn, không thể tả nổi. Cho nên cái trách nhiệm của ông Phạm Minh Chính là rất nặng nề các bạn. À, coi như
ông làm cho người dân Việt Nam mà về âm phủ mà tôi nói rất là nhiều, mấy chục ngàn người, riêng ông là ông sơi mấy chục ngàn người rồi. Đó là cái thứ nhất các bạn. Thứ hai nữa, trong cái giai đoạn mà ông Phạm Minh Chính làm á, thì cái giai đoạn đó thì công ty Việt Á nó bán mới mạnh, cái giai đoạn sau bán mới mạnh, chứ còn có giai đoạn ông Nguyễn Xuân Phúc nó bán cũng tà tà tà, nhưng mà dù sao ông Phúc chịu trách nhiệm, tại vì ông Phúc là người ký, người duyệt. À, còn ông Trọng là người cấp bằng khen nữa, huân chương lao động hạng ba nữa. Nhưng mà cái thời kỳ mà bán doanh số mà coi như đạt cực đại là đó là cái thời kỳ của ông Phạm Minh Chính, bán nhiều là cái thời kỳ của ông Phạm Minh Chính. Và chuyến bay giải cứu là cái thời gian của ông Phạm Minh Chính vẫn còn tiếp tục rất mạnh. À, tuy nhiên cái giá chuyến bay giải cứu lúc đó nó giảm rồi. Cái thời kỳ ông Phúc chuyến bay giải cứu từ Mỹ, từ Canada về lấy 10.000 chuyến, 10.000 one way. Ôi, ghê gớm vậy đó. À, nhưng mà cái thời kỳ mà ông Phúc nghỉ, ông Phúc làm chủ tịch từ ngày 25 tháng 7 năm 2001, ông Chính lên thay á, thì giá vé lúc đó thì nó hạ xuống rồi, hạ bao nhiêu tôi không nhớ, chắc 5.000, nhưng mà vẫn còn rất là nhiều. Cho nên ông Phạm Minh Chính vẫn phải chịu trách nhiệm về cái chuyến bay giải cứu. Như vậy các bạn, như vậy ông Phạm Minh Chính á, là ông đảm nhiệm cái chức danh phó thủ tướng á, à, xin lỗi thủ tướng á, từ ngày 25 tháng 7 năm 21 về. Thứ nhất, mình ông Phạm Minh Chính vì những cái chính sách coi như chống dịch như chống giặc, ông làm vài chục ngàn người Việt Nam về với Bác Hồ, đó là trách nhiệm thứ nhất rất là nặng nề này. Cái thứ hai, ông chịu trách nhiệm về công ty Việt Á, mặc dù công ty Việt Á trước đây nó hoạt động thời Phúc rồi, nhưng mà sau này bán mạnh là ông phải chịu trách nhiệm. Và thứ ba là ông phải chịu trách nhiệm về chuyến bay giải cứu, giải con khỉ móc móc hỏng người ta, giải cái gì ha mà đó. Chưa hết các bạn, chưa hết, chưa hết. Ông Phạm Minh Chính tội nhiều hơn ông quê tôi nữa, ông Nguyễn Xuân Phúc nữa. Các bạn nhớ cái thời điểm tháng 10 không, tháng 10 năm 2021, trong khi ở Sài Gòn á, ở thành phố Hồ Chí Minh á, là cái tỷ lệ mà người dân chích hai mũi á, tôi nhớ được có 7% thôi vào thời điểm tháng 10. Thế mà ông tuyên bố là coi như là hồi tháng 9 là ông tuyên bố là ông coi như sống chung với dịch rồi, nhâm 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 nhâm, nhâm rồi, tháng 9 đã nói rồi. À, và tháng 10 bùng ra luôn, mặc dù thời điểm tháng 10 đó tỷ lệ người chích hai mũi vaccine chỉ có 7% thôi mà bung ra luôn. Mà trong khi đó các bạn, trong khi cái giới khoa học đó, của WHO, Tổ chức Y tế Thế giới, người ta nói này là cái tỷ lệ người chích hai mũi đó, ít nhất cũng phải được 17% thì mới có thể gọi là chung sống với dịch được. Nhưng mà trong lúc đó Việt Nam mới chích được ở thành phố Hồ Chí Minh mới chích được 7% thôi, tại vì lúc đó không có vaccine, không có đủ. Thế mà ông dám cả gan ông cho sống chung với dịch luôn, nó mới liêu mãng, tại vì lúc nó đói rồi, nói vậy chứ bắt lỗi ông tội, tại vì lúc đó người Việt Nam mà đói quá rồi, người dân á, thì ở nhà cả năm nay rồi không có tiền ăn, mà nhà nước chả cho con mẹ gì hết á, cho được có lúc đói cho được có vài cân gạo mà coi như là xớt lên xớt xuống nữa, rồi người nghèo á, là cho 1 triệu mấy, mà người giàu là cho 3 triệu mấy, cho tầm bảy tầm bạ rồi cho xong rồi đó, không ai cho gì nữa, dân đói quá rồi. Rồi doanh nghiệp đóng cửa cũng đói có rồi, coi như mở cửa làm càn, mà trong khi cái tỷ lệ chích hai mũi có 7% mở luôn, mở cửa luôn ở thành phố Hồ Chí Minh mở trước xong rồi, sau đó mấy ngày mở hết Hà Nội đâu mở hết. Thế là các bạn, trời ơi, dân dân nó kẹt ở thành phố Hồ Chí Minh, ở thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội, vì nó kẹt rồi, nó bung, nó chạy quá trời luôn, chạy về quê. Trời ơi, từ hai thành phố lớn nó chạy cả nước luôn, nó chạy từ từ Sài Gòn nha, mà dân tình nó bị mắc kẹt đó, khi nó thả ra nó chạy từ Sài Gòn nó chạy ra tận Bắc luôn. Nó chạy qua Đà Nẵng luôn, nó chạy xuống miền Tây luôn. Thế là các bạn, nửa tháng sau, 3 tuần sau, coi như cả nước tràn ngập dịch luôn, mà dịch từ Sài Gòn, Hà Nội mà nó dịch xuống dưới miền Tây, mọi miền Tổ quốc đều bị dịch hết, dân không biết bao nhiêu người về với Hồ Nghĩa. Mà cái đợt này về về với Hồ Nghĩa mới dữ nè, thậm chí dưới Cà Mau các bạn nha, cái dưới Cà Mau á là cái tỷ lệ mà người nhiễm Covid rất là thấp nha. Trước đây á, trước tháng 10 năm 2021 á,
Nhưng mà khi Phạm Minh Chính mở cửa ở Phát tháng sau mà ở Cà Mau nó ngập tràn luôn, người bệnh quá trời luôn, mà dưới nó đâu có cơ sở vật chất gì đâu, dưới miền Tây nó là nó khóc sùm hết trơn, Bến Tre Bến Đồ dịch tùm lum hết trơn. Thế là dân tình không biết bao nhiêu chục ngàn người mà đi về với Bác Hồ, bây giờ trách nhiệm nó ai chịu, trách nhiệm nó ai chịu, trách nhiệm cái ông chống dịch với chống giặc chịu, chống dịch tầm bậy. Như vậy tổng cộng Phạm Minh Chính ra tay coi như là đưa tất cả, tôi nói ba chục, hơn gần 100.000 người về Bác Hồ, riêng Phạm Minh Chính gần 100.000 người về Bác Hồ, nhiều chứ, mày làm dân kiểu đó không dễ sợ thiệt. Như vậy nếu trường hợp mà xử lý hai cái ông phó thủ tướng, ông Vũ Đức Đam và ông Phạm Bình Minh, kể cả ông cựu thủ tướng ông Nguyễn Xuân Phúc, thì ông Phạm Minh Chính tội rất nặng các bạn đó, tôi kể các bạn tội rất là nặng. Riêng ông không là coi như ông cho gần 100.000 người Việt Nam về với Bác Hồ rồi, và ông liên quan đến cái chuyện Việt Á, rồi liên quan đến cái chuyện chuyến bay giải cứu, tại vì ông thủ tướng mà bây giờ phó thủ tướng rụng ông phải chịu chứ, ông ký ai ký nữa, còn ai nữa, rõ ràng thì thôi. Chưa hết các bạn, ông này nhiều chuyện dính lắm, riêng cái chuyện mà dịch bệnh ấy là ông đã nhiều tội hơn Nguyễn Xuân Phúc rồi. Và nghe tin đồn các bạn, và nghe tin đồn ấy ông viết đơn rồi, tôi nghe tin đồn ấy viết đơn đưa Bác Trọng rồi, đó là tin đồn thôi. Đồn mà ở Việt Nam tin đồn là thành tin thật. Nghe đồn vậy nha, chứ có báo đảng họ không đăng đâu. Chưa hết, chưa hết, ông này tội nhiều lắm, ông Phạm Minh Chính này tội nhiều lắm, đây tay này đây, chống dịch như chống giặc. Tay Bắc Kỳ ở đây tội nhiều lắm, chưa hết các bạn, chưa hết. À, còn cái này nữa nè, còn cái này nữa nè, cũng tin đồn nha. Phạm Minh Chính à, cặp kè với cô này Nguyễn Thị Thanh Nhàn nha. À, đồn thế, cũng tin đồn, báo nước ngoài đồn luôn nha. À, cái vụ của trai gái với Nguyễn Thị Thanh Nhàn nữa, tin đồn. Mà ở Việt Nam mà tin đồn, tin đồn đầu tiên là tin đồn, thứ hai nữa là phủ nhận tin đồn, bây giờ chưa dám phủ nhận luôn. À, cái chuyện quan trọng này không nói gì hết mà tin đồn là lâu rồi. Thứ nhất là tin đồn, thứ nhì là phủ nhận tin đồn, thứ ba là công nhận tin đồn, và thứ tư là khai trừ khỏi đảng, và thứ năm là ra tòa, thứ sáu đi tù. Có 6 giai đoạn đó nha. Mà cái chuyện này á, cái chuyện tin đồn mà cặp kè với nhau thế này á, mới giai đoạn 1 thôi, giai đoạn 2 chưa ai phủ nhận hết. À, tin đồn nha, tin đồn, tôi nói tin đồn nha, rumor, tiếng Anh gọi là rumor. Việt Nam tin đồn á, tin đồn là tin thật đó. Mà các bạn biết cái bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn này nha, là thế này đây, đó đạo lắm, đây đây tôi kể các bạn nghe nè. À, nghe nha. À, bà này ghê lắm. Thủ tướng Phạm Minh Chính có thể dính líu trong vụ tham nhũng của công ty cổ phần tiến bộ AIC mà chủ tịch là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang truy nã. Tôi bảo lâu rồi các bạn nha, đang truy nã, bây giờ thì kêu án tù rồi. Vụ này á, là bị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng đưa vào tầm ngắm đặc biệt. À, đó là cái tờ báo intelligenceonline.com loan tin vào ngày 30 tháng 8, báo nước ngoài loan tin đàng hoàng nha. Và tin nhắc lại là ngày 18 tháng 8 này, cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam thông báo diễn biến mới nhất của vụ đó là ra quyết định gì, khởi tố vụ án vi phạm về gây đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty của cái bà này AIC, à, là tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và các bạn này, và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Ít ai để ý cái chỗ mà Sản Nhi Quảng Ninh nữa nha. Mà các bạn biết là vi phạm Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh hồi năm 2012 cơ, lúc đó là ông Phạm Minh Chính là bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, các bạn lưu ý như vậy nha. Bà vi phạm sai phạm tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh thì lúc đó ông Phạm Minh Chính là bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh vào năm 2012, mà cái thời điểm này người ta đồn rằng ông Phạm Minh Chính là bồ của bà này là bồ Phạm Minh Chính, nói tin đồn nha, đồn vậy đó, từ năm 2012 kia. Chưa hết các bạn, chưa chưa hết. À, cái bà chủ tịch IC này dữ dằn lắm, từng bị khởi tố trong một vụ án khác hồi tháng 4, bà này là trốn truy nã và bị phát hiện đang ẩn mình ở châu Âu. Bản thân bà Nhàn này là, các bạn biết bà làm gì không, cái này mới quan trọng này, là trung gian, à, giao thương mua bán vũ khí
giữa Việt Nam và những cái nhóm quốc phòng phương Tây, đặc biệt là của Israel các bạn. Trong đó thương vụ mua bán một vệ tinh quân sự cho tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Israel này hồi năm 2018. Ghê không? Mày môi giới mua bán vũ khí hàng nặng mới ghê chứ. Và những ngày sắp đến, một quan chức cao cấp của Việt Nam dự kiến sẽ đến đến thủ đô của Israel để thương lượng hợp đồng quân sự mới giữa Hà Nội và cái này. Coi như bà này bị nghỉ việc rồi, cho nên làm mấy ông Israel này cũng chơi vơi luôn. Các bạn biết một cái bà này bà còn làm môi giới coi như là mua bán vũ khí cho Việt Nam, cho Âu, một Việt Nam Israel mới ghê chứ, thứ gọc thứ dữ không à. Và được sự che chở của Phạm Minh Chính, làm sao mà làm được, mà bây giờ là trốn rồi, bị kêu án 30 năm tù lận. Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị 30 năm tù mà thử tù vắng mặt, đi đâu không biết nữa. Mà cái chuyện này hệ trọng lắm nha, dính líu chắc luôn, dính líu đó. Như vậy các bạn thấy ông Phạm Minh Chính này là ông rất là nhiều, dính rất là nhiều vụ, quá nhiều đúng không? Với tôi kể lại nghe nha, ông Phạm Minh Chính, ông làm thủ tướng cái thời gian bị dịch bệnh nghe nha, một mình ông có như đưa tuyển gần 100.000 dân về với Bắc Hồ. Đó là cái thứ nhất này. Cái thứ hai, Phạm Minh Chính dính líu cái vụ Việt Á chắc luôn, tại vì ông sau này ông làm cái thời điểm ông làm thủ tướng là cái Việt Á bán mới mạnh. Rồi cái thứ ba nữa, ông dính dáng tới cái chuyện là chuyến bay giải cứu của ông Phạm Bình Minh. Và cái thứ tư nữa là người đẹp Nguyễn Thị Thanh Nhàn dính líu từ năm 2012, khi mà ông làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh kia. Rồi sau đó bệnh viện đa khoa Đồng Nai nữa. Rồi che chở cho bà Nhàn này buôn bán vũ khí nữa. Trời ơi, mà nhiều chuyện lắm. Như này nữa, cái phiên tòa xử bà Nhàn này rất nhanh các bạn. Bình thường những cái vụ án này người ta xử lâu lắm. Cuối cùng sự bà Nhàn rất là nhanh, rẹt rẹt rẹt, cái án 30 năm tù liền vắng mặt. Ông Nguyễn Phú Trọng nói trốn nước ngoài cũng phải kêu án. Bắt luôn. Như vậy Phạm Minh Chính dính líu rất là nhiều các bạn, quá nhiều đúng không? Và tin đồn rằng Phạm Minh Chính cũng viết đơn xin thôi việc, và cái đơn nó nằm trong tay Nguyễn Phú Trọng. Đó đồn nha, biết cái thiệt không, đồn mà. Như các bạn biết, nếu các bạn này theo dõi chính trị ở Việt Nam, các bạn biết ông Phạm Minh Chính này thuộc dạng đàn em Nguyễn Phú Trọng thôi, chứ không phải là đối trọng. Đối trọng Nguyễn Phú Trọng có thể nói là ông Nguyễn Xuân Phúc, tầm cỡ như Nguyễn Xuân Phúc thì mới có thể gọi là đối trọng của Nguyễn Phú Trọng. Và các bạn cũng nghe những cái tin đồn rằng là ông Nguyễn Xuân Phúc có thể sẽ thay thế ông Nguyễn Phú Trọng. Mình trước đây bây giờ viết đơn xin thôi việc là cái như là xong rồi, có thể là sẽ thay thế Nguyễn Phú Trọng khi mà Nguyễn Phú Trọng là không còn làm nữa, có thể già quá. Nhưng bây giờ cái chuyện đó là đỏ qua bên rồi, tại vì ông Phúc mà bây giờ ông tự nguyện viết đơn xin thôi việc là cứ hiểu như vậy đi. Ý tôi nói rằng các bạn, như tôi nói, ông Phạm Minh Chính này thuộc thế hệ đàn em Nguyễn Phú Trọng, có thể gọi Phú Trọng là bằng thầy cũng được, chứ còn không phải là Phạm Minh Chính là đối nghịch với Nguyễn Phú Trọng giống như Nguyễn Xuân Phúc. Đó là cái thứ nhất các bạn. Mà khi là đàn em của Nguyễn Phú Trọng rồi thì tôi hỏi các bạn, ông Nguyễn Phú Trọng có cần thiết ra tay hay không? Tại vì đâu có ảnh hưởng gì đến cái ghế của ông, đâu có uy hiếp gì ông đâu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ông Phạm Minh Chính này là ông thuộc trường phái bảo thủ. Ông là công an mà, ông thuộc trường phái bảo thủ như ông Trọng vậy đó. Hai người này có một cái rơ giống nhau. Ông từ công an mà các bạn, ông không có thân phương Tây, ông bảo thủ, và ông thân Trung Quốc hơn. Ông nghiêng về mặt chính trị hơn, về mặt đảng hơn, giống như ông Trọng. Mà nếu ai nói là cùng pha với ông Trọng thì cũng đúng. Đó là vấn đề thứ hai các bạn nha. Vấn đề thứ ba, như tôi nói các bạn, ổng không có thân phương Tây. Mà thân phương Tây là trọng sở. Giống như Phúc chẳng hạn, Phúc thân phương Tây. Nói vậy cho ông Phúc cũng giúp cho Việt Nam cũng nhiều ấy, giúp cho đất nước Việt Nam tiến bộ cũng nhiều ấy. Cũng là quan hệ với Mỹ, quan hệ với châu Âu đồ nhiều cũng tốt ấy, quan hệ với Nhật Bản tốt ấy. Nếu mà xét góc độ đó thì Phúc vẫn tốt các bạn. Nhưng mà Trọng không có thích chuyện đó. Trọng á, đối với ông Trọng á, đối với Đảng Cộng sản Việt Nam á, đối với những người đảng như ông Trọng á, thà ăn ít được, thà nghèo nghèo chút cũng được, nhưng mà an toàn cho đảng. Chứ còn mà kinh tế phát triển mạnh quá, thân phương Tây mạnh quá, giàu có nhanh quá là sợ mất đảng, sợ lắm.
Nhưng mà cái ông Phạm Minh Chính này á, là cái tư tưởng ông bảo thủ giống như ông Nguyễn Phú Trọng vậy đó. Ông làm thủ tướng nhưng mà ông không có thân phương Tây, ông thân Trung Quốc nhiều hơn, ông quan trọng cái đảng nhiều hơn, ông cần phải là giàu nhanh, ông ăn vừa vừa thôi, nghèo nghèo chứ cũng được, nhưng mà giữ cái đảng đó là từ cùng đường lối với là ông Trọng các bạn. Đó là ba điểm các bạn nha. Rồi cái thứ tư nữa, như tôi đã nói với các bạn á, là cái ông Phạm Minh Chính này, ông không có đe dọa cái ghế của Nguyễn Phú Trọng, thuộc hạng đàn em mà làm sao mà đe dọa được. Và hơn nữa các bạn, hơn nữa cái tờ giấy mà thôi việc á, là hiện nay ông Trọng ông cầm rồi. Tờ giấy thôi việc của ông Phạm Minh Chính ông Trọng cầm rồi, ông cho nghỉ lúc nào ông cho nghỉ à? Không cho nghỉ thì thôi cứ làm đó à. Được chưa? Và cái thứ tư này quan trọng các bạn này, thứ tư này các bạn quan trọng này, ở Việt Nam bây giờ, ở Việt Nam á, cái quyết định là gồm bốn người mà chúng ta hay nói là tứ trụ. Nó khác cái thời vua ngày xưa, chỉ mình ông vua thôi. Bây giờ Đảng Cộng sản cũng vua nhưng mà bốn vua lắm, là bốn vua như tứ trụ nha. Đó là gì? Ông Nguyễn Phú Trọng nha, là đảng trưởng nha, rồi ông chủ tịch nước nha, ông Nguyễn Xuân Phúc nha, Nguyễn Xuân Phúc héo rồi, rồi ai nữa các bạn? Thủ tướng. Rồi tiếp tục cái chân thứ tư nữa là Phan Đình Huệ, chủ tịch quốc hội, gọi là bốn chân. Bốn chân bây giờ còn hai cái chân mà phó thủ tướng ở dưới là rụng rồi. Hai phó thủ tướng là phụ phụ ông thủ tướng rụng rồi, rồi ông chủ tịch là rụng rồi, bây giờ còn ba chân thôi. Như vậy là còn Phạm Minh Chính, còn Nguyễn Phú Trọng với còn ông Phan Đình Huệ. Bây giờ kiềng còn có ba chân nữa, hồi đó kiềng bốn chân vững, bây giờ kiềng còn ba chân cũng hơi bằng vững. Nhưng bây giờ bây giờ mà vớt luôn cả ông Phạm Minh Chính, nhưng mà còn kiềng hai chân nó rụng sớm à. cho nên là không có vớt Phạm Minh Chính được, không có vớt được. Như tôi phân tích lúc nãy các bạn có 4 điểm mà ông Nguyễn Phú Trọng không thể loại Phạm Minh Chính được, như tôi đã phân tích các bạn, mặc dù là cái tội của ông Phạm Minh Chính này mà nếu mà đang đã cân còn nặng hơn cả ông Nguyễn Xuân Phúc nữa, nhưng mà ông Nguyễn Phú Trọng ông không có dẹp đi được, như tôi đã phân tích các bạn. Và cái lý do thứ tư nó quan trọng nữa là bây giờ ông Phạm Minh Chính mà dẹp nữa, như vậy còn có hai chân tứ trụ, bây giờ còn có hai trụ à, khó lắm. Làm như vậy là dân tình nó quay ra cái gì, nó sợ. Tự nhiên trong trong thời gian gần một năm mà hai ông phó thủ tướng cũng dính líu, dính dính chạm gì nữa, dính lưu Việt Á, dính líu chuyến bay giải cứu hai ông, rồi hai ông phó thủ tướng ở dưới nữa nha. Rồi ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng dẹp tiệm, mà hiện nay ông mà khi dẹp tiệm thì ông là đương chức chủ tịch cũng dẹp luôn. Một cái đất nước chi kỳ, hai ông phó thủ tướng rồi ông chủ tịch cũng dẹp, rồi bây giờ dẹp luôn mẹ cái ông thủ tướng Phạm Minh Chính nữa, nó thiên ra cái gì? Một cái đất nước, một cái quan chức cấp cao bét nhè vậy, một cái đảng viên cộng sản cấp cao bét nhè vậy. Cho nên không, cho nên người phó tổng tôi nghĩ không, làm như vậy là ô uế cho đảng cộng sản Việt Nam, và làm như vậy cho dân dân tình nó bị sập quá. Hơn nữa như tôi đã phân tích các bạn là ông Phạm Minh Chính này ông không có đối chọi giống như ông Nguyễn Xuân Phúc đối với Nguyễn Phú Trọng được. Ông là đàn em, ông thuộc phái bảo thủ, ông không có thân phương Tây, ông không có đe dọa cái ghế. Cho nên tôi vẫn kết luận các bạn là Nguyễn Phú Trọng không trảm Phạm Minh Chính, mặc dù ông có thể trảm bất cứ lúc nào, nhưng mà theo tôi phân tích thì Nguyễn Phú Trọng sẽ không trảm, Nguyễn Phú Trọng sẽ giữ Phạm Minh Chính vì những lý do mà tôi đã phân tích. Mặc dù Phạm Minh Chính rất nhiều tội, tội còn nhiều hơn cả Nguyễn Xuân Phúc, nhưng mà không bỏ qua lò. Cho nên tôi nói các bạn đầu video hôm nay ngày Tết mình phải nói chuyện vui. Mặc dù cái tiêu đề nghe nói là Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa vào lò hay không, nhưng mà cuối cùng các bạn, của cái livestream này tôi khẳng định với các bạn theo ý kiến của tôi nha, theo cái tôi phân tích thì Nguyễn Phú Trọng không trảm Phạm Minh Chính, để cho Phạm Minh Chính mà tiếp tục công việc. Từ khi Phạm Minh Chính sau này mà bị những cái lỗi khác nữa thì ông Nguyễn Phú Trọng mới trảm. Các bạn thấy vai trò của Nguyễn Phú Trọng rất lớn các bạn, tại vì vai trò đảng mà, như tôi nói các bạn, ở Việt Nam một đảng thôi mà quyền đảng, nắm trong đảng, chức vụ trong đảng, phân công nhiệm vụ trong đảng là do Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng chỉ cần dẹp các công việc trong đảng thì đồng nghĩa rằng các công việc chính phủ cũng dẹp theo. Tại vì đối với người cộng sản á,
phải là có chức vụ trong đảng thì mới làm việc được với chính phủ được. Ngay cả những cái doanh nghiệp nhỏ nhỏ hú hú như tôi làm các bạn á, như tôi kể các bạn á, phải là đảng viên cộng sản thì mới nghĩ tới cái chuyện là làm phó phòng trưởng phòng. Chứ còn mà không có đảng viên cộng sản làm nhân viên mà suốt đời, suốt đời luôn, thì huống hồ gì những chức vụ trong chính phủ các bạn. Phải là có những cái công việc trong đảng cộng sản, những công việc lớn thì mới làm chức vụ trong đảng. Cho nên nhân sự về chính phủ, nhân sự về trong đảng ông trọng lắm. Cho nên ở Việt Nam chính là cái ông tổng bí thư là ông quyền lực nhất là cái chỗ đó. Đúng bỏ đó đúng không? Ok các bạn, thôi đó là ý kiến phân tích của tôi nha. Còn các bạn phân tích như thế nào thì tùy cái suy nghĩ các bạn, thì đây là ý kiến mình phân tích thôi. Nếu còn sự việc này nó còn chưa xảy ra, vẫn chưa biết, tại vì mọi quyết định là do bất trọng chứ không phải là do tôi hoặc do các bạn. Được chưa? Được chưa?